Xin quý vị, Nguyễn Xuân Nam xin trân trọng kính chào quý vị. Và sau đây Nguyễn Xuân Nam nói chuyện với một nhân vật có thể nói là một trong những tên tuổi lớn của cộng đồng người Việt mình tại khu vực Nam California, cựu thị trưởng Michael Gõ, và hiện nay anh là ứng cử viên chức giám sát quận hạt Orange County. Xin chào anh Michael. Dạ vâng, cảm ơn anh Nguyễn Xuân Nam, và chúng tôi xin được gửi lời kính chào đến với quý khán thính giả đang theo dõi chương trình truyền hình Việt Nam, thưa anh. Cái cuộc đua hiện nay được sự chú ý không những của người Việt tại khu vực Nam California mà được sự chú ý của toàn nước Mỹ và thế giới. Ta cuộc chạy đua chức giám sát viên quận hạt Orange County, đó là trung tâm cộng đồng người Việt trên toàn thế giới, nơi có mật độ người Việt đông nhất trên toàn thế giới. Chúng ta biết rằng người Việt tại San Jose là tính mặt thành phố San Jose đông nhất, và tính mặt county Orange County là đông nhất, và trong đó có nhiều chức vụ thì anh em người Việt chúng ta đang tranh nhau chức vụ là giám sát viên quận hạt Orange County. Trong đó hiện nay có bao nhiêu người mới còn bỏ? Dạ thưa anh, thì thật ra nếu mà tính ra những người tuyên bố thì Michael thấy có tất cả là 7 người, thì trong đó có 6 người Việt Nam và một người Mỹ. Tuy nhiên nếu mà nói rằng đã thật sự nhận đơn, tức là đến phòng cử tri để lấy đơn, thì có lẽ là khoảng 4 người Việt Nam đã lấy đơn và một người Mỹ đã lấy đơn, tức là Michael nhận thấy là có 5 người là thật sự là đã nhận đơn rồi. Tuy nhiên cái thời hạn hết nhận đơn để nạp vào đó anh là đến tháng 12 ngày 8. Thành ra từ bây giờ đến đó thì cũng còn vài tuần nữa. Và dĩ nhiên là khi mà cái thời hạn nạp đơn hết hạn thì lúc đó chúng ta mới biết thật sự là có bao nhiêu người để nạp đơn và sẽ tranh cử, thưa anh. Như vậy chúng ta chờ đến ngày 8 tháng 12 chúng ta mới biết là ai là những ứng cử viên chính thức và ai là bỏ cuộc đua. Thì trong những ứng cử viên chính thức hiện nay đã nộp đơn rồi thì gồm những ai? Dạ thưa anh, thì chúng tôi nhận thấy có Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn. Cô ta là người Thượng nghị sĩ Việt Nam mới tuyên thệ nhận chức Thượng nghị sĩ vào tháng 1 năm nay, tức là tính tới bây giờ mới có 10 tháng thôi. Nhưng mà lần này cô ta quyết định là sẽ đi xuống từ chức Thượng nghị sĩ xuống trở thành chức giám sát viên. Và ngoài ra thì chúng tôi thấy có anh Trần Thế Văn, thì trước đây ảnh là dân biểu của tiểu bang California, và sau một thời gian ảnh không sinh hoạt hơn 12 năm trong chính trường thì lần này anh trở lại và tranh cử vào chức vụ giám sát viên của địa hạt 1 ở quận Cam. Và chúng tôi thấy có cô nghị viên Kimberly Hall là của thành phố Westminster cũng đã nạp đơn. Và thưa anh, thì ngoài ra một người City Council ở thành phố Cypress, thì cô ta là người địa phương cũng đã nạp đơn. Và Michael Võ, thì tính ra thì chúng ta thấy có tất cả là 5 người đã chính thức nạp đơn, thưa anh. Và những người chưa nộp đơn gồm những ai? Thì chúng tôi thấy có ông Dương Đại Hải, giáo sư Dương Đại Hải đã tuyên bố trong bao nhiêu tháng vừa qua, nhưng mà chưa, tức là thưa với anh Michael xin trình bày lại là có hai giai đoạn để nói rằng nạp đơn, tức là mình chính thức đến để mình lấy đơn, và cái hiện bây giờ Michael chỉ có cái danh sách của những người chính thức đến lấy đơn mà thôi, còn còn cuối cùng nạp đơn lại đó thì đến tháng tháng 12 ngày 8 thì mình mới biết đích xác là những ai đã nạp đơn. Và dĩ nhiên những người tuyên bố thì Michael cũng xin thưa luôn là chúng ta có giáo sư Dương Đại Hải và cùng với anh Ngô Đình Lượng là một ủy viên về bên giao thông của thành phố Westminster, thưa anh. Như vậy có thể nói rằng cuộc đua vào chức giám sát viên quận hạt Orange County năm nay là cuộc so tài các ngôi sao. Giáo sư Nguyễn là một gương mặt chính trị nổi bật của cộng đồng Việt Nam tại miền Nam California, đang là đương kim từng cựu
Dân biểu tiểu cựu bang. cựu dân biểu tiểu bang, cựu thượng nghị sĩ tiểu bang, bây giờ đương kim thượng nghị sĩ tiểu bang trở về tranh cử, rồi ông Trần Thái Văn là cựu dân biểu tiểu bang cũng về tranh cử, ông Michael Cầu Võ cựu thị trưởng cũng về tranh cử, và như cô Kim Nicole ra nữa là cựu nghị viên cũng về tranh cử. Như vậy có thể có rất là đông, và như vậy ông bà nói có cái đông thì vui, nhưng cái cơ hội nó bị phân tán đi, Dạ nó có thể thưa anh, anh nói rất là đúng, tức là mình đi ngược lại dòng thời gian 10 năm trước. Thì 10 năm trước khi mà Michael, năm 2010, tức là 12 năm trước khi mà Michael tranh cử vào chức vụ nghị viên của Hội đồng thành phố Fountain Valley, và sau đó thì được tiến cử trở thành thị trưởng, và Michael đã thắng 3 thị trường, 3 nhiệm kỳ ở thành phố Fountain Valley và trở thành 3 nhiệm kỳ thị trưởng ở đó. Thì lúc đó đối với người Việt Nam, nhất là những người Việt Nam cư ngụ ở Fountain Valley, thì rất là dễ nó: ồ, tôi người Việt Nam, tôi thấy tên Việt Nam thì tôi sẽ gạch để tôi ủng hộ người Việt Nam. Tại vì nếu mà một dân cử gốc Việt mà làm sai thì mình có thể mình gần gũi hơn, mình chỉ trích dễ dàng hơn là vài nếu mình thực sự người đó giúp cho cộng đồng, thì mình có cái cơ hội để mình giải quyết vấn đề hay là gặp gỡ nó thân thiện hơn. Thì thưa với anh là ngày hôm nay, trong một cái ballot như vậy, trong một cái phiếu gửi về để đi bầu như vậy, thì có một chức vụ mà có thể đến 5-7 người Việt Nam, thì như vậy cái sự lựa chọn của cử tri rất là khó. Anh Nam đồng ý với Michael không? rất rất đồng ý Michael. Trong câu hỏi mà anh mấy tuần nay, cả tháng nay anh dành để chờ gặp em để hỏi câu này. Một vị thính giả ẩn danh từ Nam California gọi điện thoại vào anh mà số nó không có số private number. Anh biết số mấy? Anh nói anh Nam ơi, ông Michael bỏ có biết gì nhiều không? Tôi nói có đồng người tôi quý và quen chứ không có rành lắm. Tôi nói là ông Michael bỏ ông bị thơm ao ở cái chức thị trưởng, bị 3 nhiệm kỳ chức thị trưởng cũng hết, ông hết ra tranh cử chức thị trưởng cho nhiệm kỳ tới, trừ ông bị làm cái gì đó sau một nhiệm kỳ ông quay trở lại được, thì cái chuyện mà tranh cử chức giám sát viên ông Michael bỏ đi 12 chân, một là nếu thắng thì đi luôn, mà không thắng thì chờ thơm ao quay lại, thì anh trả lời câu đó như thế nào? Thưa với anh Nam cùng với tất cả quý khán giả, thật ra thì Michael Võ có một cái cơ sở thương mại ở quận Cam và ngay trên phố Bồ Sa, đã phục vụ cộng đồng hơn 30 năm qua. Và cơ sở đó, nếu mà tất cả quý vị ở miền Nam Cali thì hầu như ai cũng biết và cũng đã có nhiều cơ hội đến, hoặc là bạn bè người thân của mình đã đến, là dịch vụ Lưu Soạn Traffic School, một cơ sở về xóa ticket cho những người rủi lái xe bị giấy phạt, và đồng thời văn phòng cũng lo thêm ba cái những cái chuyện giấy tờ xe cộ liên quan đến đi mua bán chuyển nhượng sang tên. Thì qua những cái dịch vụ như vậy đó, là Michael rất là gần gũi cộng đồng và đã phục vụ cộng đồng và đã giúp đỡ cộng đồng hơn 30 năm qua. Thì thưa với anh là những chuyện mà Michael đã hứa và đã quyết tâm làm cho thành phố Fountain Valley, thì Michael xin thưa là nhiệm vụ của mình đã hoàn tất, và những cái gì mình có thể làm được để chấn chỉnh lại thành phố Fountain Valley, mình đã làm xong cái nhiệm vụ đó rồi, thưa anh. Thành ra thưa anh là nếu nói rằng sau 12 năm làm việc và nghỉ 2 năm rồi sau đó trở lại để tiếp tục vào tranh cử vào Fountain Valley lại, thì Michael sẽ không bao giờ làm chuyện đó. Tức là nếu có cơ hội làm nhiều hơn, phục vụ cộng đồng nhiều hơn, thì Michael sẽ làm. Và qua cái lần vận động tranh cử vào chức vụ giám sát viên, thì Michael mong rằng được cái sự tín nhiệm của cử tri, được cái lòng hướng dẫn thương yêu quý mến của quý đồng hương trong quận Cam, thì mình có thể đắc cử vào chức vụ giám sát viên. Thì mình sẽ tiếp tục đem những cái nguyện vọng, những cái thành quả mà mình đã làm được, gây dựng thành phố Fan Valley trong bao nhiêu năm qua, để phục vụ một cái cộng đồng lớn hơn, đến 10 thành phố, và
xa hơn nữa là luôn cả cho 3 triệu 300 ngàn cư dân của quận Cam thưa anh. Có một cái trường hợp này nè, là có một nhân vật đó tên Lê Đình Lượng. Mấy tháng trước anh ra quân tương đối khá ồn ào, náo nhiệt trên nhiều hệ thống truyền thông của miền Nam California. Nhưng mà dạo này anh thấy anh vắng đi. Thì nhiều người cũng hỏi chúng tôi rằng ông Lê Đình Lượng như thế nào. Tôi bảo tôi cũng không biết. Nếu anh biết gì anh về Lê Đình Lượng có ra tranh cử không em? Dạ thì thật ra là anh Ngô Đình Lượng anh thì ảnh tên tiếng Mỹ là Joseph Ngô, thì ảnh cũng là một người bạn và cũng thưa với anh là trước khi Ngô Đình Lượng tuyên bố tranh cử giám sát viên thì có gọi đến tâm sự với Michael, nói Lượng sẽ tranh cử vào chức vụ giám sát viên và biết là anh Michael cũng có tuyên bố rồi, thành ra anh em có lời nói chuyện với nhau trước. Thì Michael cũng nói là anh em biết nhau cũng rất là lâu và cái chuyện tranh cử thì mỗi người có một cái cách vận động và mỗi người có một cái tiêu đề để trình bày cái chuyện gì mình sẽ làm cho cộng đồng. Và trong vấn đề tranh cử thì cái chuyện mà vui vẻ nhất là anh em mình trình bày và đưa ra những cái chuyện mình có thể làm, những chuyện gì mình đã làm, những chuyện gì mình sẽ làm, để rồi cử tri có thể có những cái cảm nhận và cảm thấy rằng mình đóng góp cho cộng đồng nhiều thì sẽ bầu cho mình, thay vì mình cứ bêu xấu người này, mình chửi bới người kia, rồi mình bôi tro trách nhọ người nọ thì cái điều đó không hay. Thì Michael cũng đã trình bày cái vấn đề đó với Ngô Đình Lượng. Thì dĩ nhiên là đến giờ chót thì thưa với anh là đến tháng 12 ngày mùng 9, tức là ngày mùng 8 là ngày đóng cái phòng nhận đơn, thì đến ngày mùng 9 thì chúng ta mới biết thật sự là bao nhiêu người đã nạp đơn để tranh cử thưa anh. Thì nhân đây cũng thật ra thì vấn đề tranh cử đó không phải đơn giản là chúng ta đến rồi nói tôi muốn tranh cử là mình có thể được đăng ký vào trong đó. Ví dụ như Michael xin hôm qua có nói chuyện thì có ghi lại mấy con số, ví dụ như Abrams là sẽ chiến đấu Bradley trực thăng tấn công Apache. ví dụ như là bây giờ để nạp đơn vào để tranh cử vào chức vụ giám sát viên đó anh, là phải đóng số tiền là 1.850 cho quận Cam, là số tiền nạp đơn. Rồi sau đó nếu mà muốn được quận Cam đăng cái platform của mình, những cái information, những cái chuyện mà mình có thể làm cho cộng đồng, thì danh từ chuyên môn họ gọi là candidate statement đó anh, thì cũng phải trả thêm số tiền nữa, là số tiền là 2.942 đô để được đăng cái statement vào trong những cái giấy tờ mà quận Cam gửi về để người cử tri có thể đọc và hiểu về mình hơn. Thành ra nếu mà Michael xin thưa anh hai con số đó, mà chúng ta nhìn thấy sơ sơ là tốn gần 6.000 đô, mà tiền đó chỉ đóng cho chính phủ thôi, chứ chưa nói chuyện là anh vận động làm sao, anh quảng cáo làm sao, anh in flyer, anh như thế nào. Thành ra cái chuyện tranh cử nó cũng có rất là nhiều tốn kém, chứ không phải đơn giản là tôi tuyên bố tôi tranh cử rồi tôi ra tôi bằng phiếu tôi xin chữ ký. Mình phải đóng tiền để cho quận Cam in những cái giấy tờ đó, và những cái giấy tờ đó thật sự ra cũng là một cái tốn kém rất là nhiều thưa anh. Cảm ơn anh cho những cái thông tin mà có thể giúp trả lời câu hỏi trên. Có một yếu tố nữa chúng tôi cũng thưa luôn là trong tuần lễ vừa qua, trong lúc đang nói chuyện với tôi thì anh Quan Trọng lật đật chạy về đài, anh Nam và tôi sẽ trở lại nói chuyện với anh. Bây giờ tôi phải tiếp ông Dương Đại Hải, ông lên đài để ông vận động tranh cử. Như vậy tuy chưa ghi danh vào 8 tháng 12 nhưng mà tôi nghĩ là ông Dương Đại sẽ ra, Dạ vâng. bởi vì đến giờ này một vài tuần trước cái thời hạn cuối ghi danh, ông ta vẫn tiếp tục vận động trên cái đài truyền hình và truyền thanh, cho thấy rằng Dạ. Dương Đại tuy lớn tuổi nhưng mà vẫn sẽ tiếp tục ra tranh cử lần này. Trong cái nhìn như vậy đó thì quý vị thấy điều gì?
Thứ nhất là số lượng ứng cử viên rất là đông cho chức giám sát viên quận Orange County. Thứ hai là toàn những nhân tài của người Việt. Ông Như Đại tuy là lớn tuổi nhưng mà đó là một nhân tài trong cộng đồng người Việt, tên tuổi lớn. Và Trần Thái Văn, rồi Janet Nguyễn, rồi bạn tôi thì Michael Võ và nhiều anh em nữa. Do vậy chúng ta thấy cuộc tranh cử lần này rất là thú vị. Cái điều gì mà khiến người ta muốn thèm cái chức này thưa anh? dạ thưa anh, thật sự ra thì chức vụ giám sát viên là một chức vụ mà gần gũi với cộng đồng địa phương nhiều nhất. Ví dụ như một người nằm ở trong chức vụ dân biểu của tiểu bang thì cái chức vụ đó, những cái chính sách mà người đó đưa ra hay là những cái nghị quyết mà họ đưa làm ra đó thì nó là tiếng nói chung của tiểu bang, và nó ảnh hưởng đến đời sống của cư dân của toàn tiểu bang California. Thì trong cái chức vụ của quận hạt thì thưa với anh là Michael nó gần gũi với đời sống của cư dân, là vấn đề thứ nhất là về vấn đề an ninh, mình sẽ lo về vấn đề cảnh sát của quận, mình lo về vấn đề cứu hỏa của quận, và quan trọng nữa là về vấn đề như ở quận Cam thì gọi là Cal Optima, tức là về vấn đề y tế của những người lớn tuổi, của quý cụ cao niên, và những chương trình y tế cho những người đang có những cái thu nhập hay là lợi ích thấp, hay là những người mới đến Mỹ mình muốn xin Medicare. Đó là những chương trình y tế mà cần thiết phải có, và quan trọng hơn hết nữa là những cái chương trình đó nó thật sự nó gần gũi với đời sống và cái nhu cầu của dân chúng nhiều hơn. Thì đó là những cái chuyện mà Michael thấy rõ ràng là cái chức vụ giám sát viên thì nó thật sự gần gũi với đời sống của dân chúng. Và cho dù là Michael chưa bao giờ làm cái chức vụ đó hết, nhưng mà với cái vai trò của thị trưởng thì trong thành phố thì vai trò của người thị trưởng là lo về vấn đề an ninh của thành phố, về cảnh sát, về sở cứu hỏa, về những cái budget, những cái vấn đề ngân sách, chi phí, và những cái vấn đề ngay cả vấn đề trải nhựa đường hay là về vấn đề những cái nhu cầu sinh hoạt hàng ngày. Thì thưa với anh là trong cái chức vụ giám sát viên thì cái thay vì mình chỉ lo cho một thành phố thôi thì bây giờ mình lo đến 10 thành phố, thì cái trách nhiệm nó nhiều hơn, nhưng mà nó vẫn gần gũi với cái đời sống của dân chúng nhiều hơn là những người làm chức thượng nghị sĩ hay là làm chức dân biểu tiểu bang, là tại vì họ phải làm việc ở trên Sacramento. Và Như vậy thì ngoài cái yếu tố đó ra còn yếu tố nào khác dính líu vào không? Ví dụ quyền lợi. Thì thưa với anh là lương của một người dân biểu tiểu bang và của một senator của tiểu bang thì Michael được biết là khoảng 115.000 đô. Lương của một người giám sát viên của quận Cam thì khoảng 150.000 đô, có nghĩa là tiền lương cao hơn. Nhưng mà thưa với anh là cái vấn đề lương phạm nó cũng chỉ là một cái vấn đề nhỏ cho những cái trách nhiệm hay là những cái trọng trách mà cái người giám sát viên phải đảm nhận. Thì thưa với anh là cái vấn đề đó chính vẫn là cái sự lựa chọn của cử tri, của người dân, làm sao bây giờ trong một cái lá phiếu gửi về mình chỉ được chọn một người thôi, mà trong lá phiếu đó cũng cùng một chức vụ đó chúng ta có 5, 6, 7 người Việt Nam, thì làm sao chúng ta gửi gắm và lựa chọn được cái người nào mà mình cảm thấy có khả năng nhất, có được cái uy tín nhất và có một cái trách nhiệm rõ ràng nhất, những cái phương châm làm việc cụ thể nhất trong thời gian qua, để rồi chúng ta lựa cái người xứng đáng đại diện cho cộng đồng vào chức vụ giám sát viên trong năm 2024. Thì thưa với anh Nam cùng với tất cả quý khán thính giả là
trong cái lần bầu cử này thì chúng tôi lấy ví dụ như 7 người tuyên bố và 7 người đều nạp đơn hết, thì cử tri sẽ lựa ra hai người có phiếu nhiều nhất, ngoại trừ trường hợp là có một người được hơn 50% cộng một. Thì nếu mà được hơn 50% cộng một lá phiếu thì người đó tự động thắng, không cần phải tiếp tục tranh cử trong tháng 11. Tuy nhiên với cái số lượng cử tri và số lượng ứng cử viên quá nhiều như vậy thì hầu như là mọi người đều nhận ra là sẽ không có ai có cơ hội nắm được hơn 50%. Vì lý do đó thành ra sau ngày mùng 5 tháng 3 thì như vậy sẽ có hai người có số phiếu nhiều nhất, để rồi hai người đó tiếp tục tranh cử vào tháng 11 năm 2024. Thì người nào thắng trong tháng 11 thì người đó mới chính thức trở thành đại diện cho cộng đồng và chính thức trở thành người giám sát viên bị hạng một của quận Cam trong năm 2024, thưa anh. Ừ, cảm ơn em. Trong cái thời gian vừa qua có một sự kiện, chúng ta trước khi vào đề tài chính hơi nhiều chuyện, lâu quá anh em không nói chuyện mới có gì gọi. Thì cái chuyện liên quan ông đại sứ Mỹ tại Việt Nam, ông Napper, ông đã từng đến cộng đồng Việt Nam tại Orange County và ông đến thăm một số đơn vị, trong đó có đại SBTN, trong có một cái trường Neo, và trong đó ông đã đi nghe, ông đi dự tiệc bí mật một Dạ. nhóm nhà giàu nào đó, quyền lực nào đó tại Orange County, và trong cái chuyện đó thì Ngô Kỳ đã đấu rất là nhiều, Dạ. anh Ngô Kỳ đã đấu vấn đề rất nhiều, và thì ông Napper này đó là một cái nhân vật mà có thể nói rằng theo tôi đó thiếu tế nhị đối với cộng đồng người Việt tại ngoại. Ông đã đại diện nước Mỹ và trong nước Mỹ nó có người Mỹ gốc Việt, mà ông đại diện quyền lợi của cộng đồng người Mỹ gốc Việt là quyền lợi chống cộng, mà ông lại về cái lăng, cái nhà riêng của Hồ Chí Minh ở tại miền Trung để mà thắp nhang, để mà viếng ở đó, rồi lại là đi qua bên này theo với đoàn cô ông Võ Văn Thưởng bay sang này đón Võ Văn Thưởng đi đi vào Mỹ, trong khi đó ông không ngó ngàng gì đến cộng đồng Việt Nam. Thì tôi cho rằng ông đại sứ Trapper đang đóng lộn vai đi lộn về, ông không phải đại sứ của người Mỹ tại 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 Việt Nam, mà tôi nghĩ ông đại sứ của Việt Nam tại Mỹ. Thì riêng vấn đề đó tôi biết được anh có lên tiếng xuống tiếng vấn đề này đôi chút, thì anh nghĩ sao? Dạ, thưa cảm ơn anh Nam cùng với tất cả quý khán giả. Thật ra đó thì giống như ngay từ đầu anh có nói là cộng đồng người Việt Nam tại quận Cam là cộng đồng người Việt nhiều nhất, có lẽ là nhiều nhất trên thế giới, so cộng đồng sinh sống có người Việt nhiều nhất trên thế giới so ở ngoài nước Việt Nam. Cho dù San Jose là thành phố có tính theo mật độ thì có đông dân người Việt Nam nhất, nhưng mà ở quận Cam thì chúng ta có những thành phố lớn đa số là dân Việt Nam. Chúng ta có Westminster, Garden Grove, Fountain Valley, có Santa Ana. Thì trong cái quận hạt quận Cam, ở người dân ở quận Cam thì lúc nào cũng tự hào, đây là thủ phủ của người Việt tự do ở nước ngoài. Thì thưa với anh là trong lần ông Mark Knapper đến quận Cam trong vừa rồi, dĩ nhiên là ông ta có quyền lựa chọn nhiều cộng đồng khác nhau, nhưng mà ông ta đã lựa chọn cái cộng đồng có đông người Việt nhất là ông ta đến quận Cam. Thì khi mà đến quận Cam như vậy đó, thì chúng tôi không biết là ông đã đến lúc nào và ngày nào. Thì chúng tôi được biết là trong buổi sáng hôm đó thì ông ta sẽ đến thăm viếng Thương xá Phước Lộc Thọ. Thành ra chúng tôi đã có mặt tại tại Thương xá Phước Lộc Thọ và đã có gặp, và dĩ nhiên trong cái phái đoàn tiếp đón ổng thì chúng ta có các vị dân cử liên bang, các vị dân cử tiểu bang và các viên chức trong thành phố của Westminster, cùng với cá nhân chúng tôi là cựu thị trưởng của thành phố Fountain Valley, và rất là nhiều các cơ quan báo chí truyền thông ở quận Cam đã đến. Thì thưa với anh là trong cái phần gặp gỡ đó thì chính bản thân Michael Võ đã có dịp gặp và có đặt ra một cái câu hỏi
Và câu hỏi đó thì bây giờ nó cũng đang trở thành một cái phản Cái cảm. đề tài nóng. Nó đang trở thành cái đề tài rất là nóng bỏng, tức là trong cái phòng họp thì không biết là có một cái sự sắp xếp như thế nào anh. Thông thường thì khi mà một người đại sứ đến thì vừa nói chuyện với các người viên chức hay là các người dân cử thì gặp chung với báo chí thì coi như là xong chuyện. Nhưng mà trong cái quá trình đi tham quan đó thì họ lại có một cái phòng riêng, và trong cái phòng riêng đó thì chỉ cho những người dân cử vào thôi. Thì Michael là với tư cách là cựu thị trưởng của thành phố Fountain Valley thì được mời vào trong đó. Thì trong cái phòng họp đó thì chúng ta nhận thấy có những cái sự phát biểu của các vị dân biểu liên bang, và có một vài người nói chuyện. Thì lúc đó Michael có giơ tay lên và hỏi ông đại sứ một câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là nước Mỹ có ủng hộ chuyện đổi tên biển Nam Trung Quốc thành biển Nam hay không? Thì Michael hỏi ông đại sứ như vậy, câu hỏi đó trong một cái diễn đàn mà rất là nhiều các vị dân cử ở đó. Thì ông đại sứ nhìn chúng tôi và nói là chúng tôi chưa bao giờ, nước Mỹ chưa bao giờ nghe một cái sự vận động như vậy. Thì thưa với anh, câu hỏi thứ nhì mà câu hỏi là như vậy cá nhân ngài đại sứ nghĩ như thế nào về chuyện này? Thì ông trả lời là khi nào tôi trở thành thường dân thì tôi sẽ cho anh biết. Ông ta né như vậy, né rất là hay. Thì thật ra là cái nếu mà anh Nam và tất cả quý khán thính giả đã hiểu rằng nếu mà chúng ta nhìn trên bản đồ thế giới thì cái biển Nam Hải của chúng ta trên bản đồ thế giới họ ghi là South China Sea, tức là biển Nam Trung Hoa, thì vì cái tên đó nó có quá nhiều ngụ ý, thành ra Trung Cộng đã vẽ cái đường lưỡi bò là chiếm hết tất cả vùng biển Nam Hải của chúng ta, vẽ xuống chiếm hết tất cả những hòn đảo của Philippines. Rồi mỗi lần mà các ngư dân ngư phủ ở Việt Nam đi ra ngoài biển đánh cá thì bị tàu đâm chìm hay là bị bắt sống thì mình cứ nói là tàu lạ đâm không, chứ đâu ai dám nói tàu của Trung Quốc đâu, tại vì họ cái vấn đề Trung Cộng đã chiếm Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam, rồi bây giờ đang có những xây dựng những căn cứ quân sự ở những cái vùng biển đó, và ngay cả chính chính phủ Mỹ cũng đã lên tiếng về những cái hành động hung hãn của Trung Cộng ở vùng biển Nam Hải của chúng ta. Thành ra Michael khi mà đưa lên cái đó thì không, là chắc chắn không phải là Michael là người đầu tiên đặt câu hỏi đó. Chúng tôi nghĩ là có rất là nhiều diễn giả và những nhà học giả khắp nơi trên thế giới cũng đã có. Nhưng đây là một cái cơ hội mình gặp một ông đại sứ nước Mỹ, thành ra mình cứ hỏi. Thì Michael trong tư tưởng nghĩ là nếu mà chúng ta hỏi được như vậy thì ít ra nó có một cái ý tưởng, và cái ý tưởng đó có thể là một lúc nào đó cộng đồng người Việt hay là tất cả những cái nước ở vùng Đông Nam Á Châu sẽ nêu những cái kiến nghị để đổi tên biển Nam Trung Hoa thành biển Nam mà thôi. Thì đó là cái ý tưởng của mình. Tuy nhiên trong cái phòng họp đó thì nhà báo Kiều Mỹ Duyên không biết là cổ nghe làm sao thì cổ mới viết bản tin cho tờ Việt Báo. Cổ nói là cựu thị trưởng Michael Võ hỏi ông đại sứ là khi nào thì nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đổi tên thành nước Việt Nam Cộng hòa. Thì thưa với anh là hai cái câu hỏi đó hoàn toàn không dính líu với nhau hết. Và khi mà cổ đăng báo lên như vậy đó thì rất là nhiều người nói ông này ông cựu thị trưởng mà sao đặt câu hỏi ngu xuẩn như vậy, đổi tên nước là chỉ có nước đâu có quyền đổi, thì chứ làm sao mà Mỹ ép Việt Nam đổi tên được. Thì thưa với anh, đó là những cái cái chuyện mà Michael đã gặp và cũng đã tiếp xúc với cô Kiều Mỹ Duyên để yêu cầu cô có lời đính chính. Nhưng mà đến ngày hôm nay thì cô nói là cô đã lấy cái bài báo đó xuống rồi, cô sẽ gửi những cái lời đính chính như thế này thế nọ. Nhưng mà cái vấn đề phân tích vẫn là nhân cái cơ hội này xin được phân tích với anh Nam và tất cả quý khán thính giả. Tuy nhiên một chuyện là Michael không hề biết trước là ông đại sứ đã đến
viếng Nghệ An trước cái buổi gặp gỡ ở cộng đồng. Nếu mà Michael biết trước thì sẽ đặt một cái câu hỏi kiểu khác liên quan đến cái vấn đề là nếu mà ông đi chào một cái lá cờ của Hitler và ông đến thăm cộng đồng người Do Thái thì ông nghĩ là cộng đồng người Do Thái sẽ như thế nào? Thì thưa với anh là cái câu hỏi sẽ được đặt ra một cách khác chứ không phải đơn thuần là trong vấn đề của Biển Đông mà thôi. Tuy nhiên cái vấn đề ông ta đã đến viếng thăm thành phố Nghệ An trước khi đến ở quận Cam thì Michael không hoàn toàn biết trước, thành ra câu hỏi đã không được đặt ra từ anh. Trong những vị mà đại sứ Mỹ tại Việt Nam thì tôi chơi với hầu hết các vị đại sứ Mỹ tại Việt Nam, và trong trận đấu trước đây tôi cũng đấu với vị đại sứ tại Mỹ tại Việt Nam, và vì ông ta khi đến miền Nam California được tiếp đón trong cộng đồng người Việt thì ông ta yêu cầu dọn che cờ Việt Nam Cộng Hòa vì ông ta không muốn gặp rắc rối khi về về Hà Nội làm việc. Nhưng mà một số anh em cộng đồng Việt Nam tại Nam California cũng không có phản ứng và làm như vậy. Thì khi mình tin tức đi về miền Bắc California, ông sẽ đến thăm cộng đồng Việt và gặp gỡ làm việc cộng đồng Việt tại Bắc California, thì bảo vệ xét rất là nghiêm, security xét rất nghiêm và không cho mang cờ vào, xí vào. Thậm chí có những người chỉ mang cái cờ vàng quanh đỏ và khăn hoàng đó, họ cũng không không cho đi vào hay tiếp xúc hay xuất hiện. Thì tôi với anh Đỗ Hùng rất là khùng, nghe là đã ngứa gan rồi. Anh là cái gì mà anh rất cái lệnh như vậy? Thì tôi mới ra quân đấu với ông ta xong á, đấu luôn với Bộ Ngoại giao, Bộ Giao Hoa Kỳ, nói thì kỳ Việt Nam đó là cơ quan chủ quản của ông ta, và ông John Kerry lúc đó là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã viết thư xin lỗi chúng tôi, gửi cho chúng tôi và Đỗ Hùng xin lỗi về việc làm của ông Ted Osius. Và sau đó chúng tôi đấu tiếp thì có một đại diện, có một nhân vật đến văn phòng chúng tôi tự xưng là giáo sư tiếng Việt, cô Ted Osius, thương đường chúng tôi là làm dịu đi vấn đề này và làm mềm vấn đề này lên. Thì sau những cái lời đó thì chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi có họp xét lại, thôi mình dằn mặt chứ chừng nó làm nữa đó, thấy không? Thì mình sẽ ra quân tiếp. Do vậy cái chuyện mà đấu tranh trên chiếc lá cờ đó, chúng ta cộng đồng Việt Nam sống tại Mỹ 48 năm rồi, chúng ta trưởng thành, chúng ta có quan hệ. Chẳng hạn như từ đó về sau anh thấy không có một người nào tổng lãnh sự của Mỹ ở tại Việt Nam, tổng lãnh sự của Mỹ và Việt Nam mà lại là không nhận cái lá cờ Việt Nam Cộng Hòa, thì cho thấy rằng cái việc mà đấu tranh của cộng đồng người Việt đó, nó có cái lý của nó. Nó có cái lý của nó. Nếu chúng ta tiếp tục đấu tranh thì đối phương mới nhìn bộ. Thì trong chuyến đi vừa qua của ông Biden sang Việt Nam đó, có lẽ ông cũng rút kinh nghiệm như, như chuyện đó về cờ xí, về trong chuyến đi Việt Nam của ông Biden vừa qua đó, Michael bảo Biden rất là khôn, ông thấy không? Ông không, Hà Nội không mời ông ta đi thăm Hồ Chí Minh được, thăm lăng Hồ Chí Minh được, và ông ta cũng không đi chỗ đó. Anh biết ông đi đâu không? Thăm cái bia tưởng niệm, bia mà gì lưu niệm chuyến rớt máy bay của ông gì đó, ông gì thượng nghị sĩ, ứng cử tổng thống ông McCain. John McCain, Thì tôi cho rằng ông trong những vị đại diện cho Mỹ tại đi qua cơ quan Việt Nam thì cái hành động của tổng thống Biden được khôn khéo nhất. Tôi là tổng thống Mỹ, đại diện quyền lợi Mỹ, tôi đến Việt Nam, tôi không thăm kẻ thù tôi mà tôi thăm đồng đội tôi đã hy sinh ở Việt Nam. Tôi cho rằng trong cái nhìn của John Kerry đó, và trong cái nhìn của ông Biden đó,
Vì ông đi đi thăm ông đi thăm ông Bắc Kinh đó, đó là cái tát tay lớn vào mặt ông đại sứ Mỹ tại 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 Việt Nam. Thì tôi cho rằng đây là một nhân vật mà tôi rất là mong cái dịp gặp lại, và tôi sẽ đối đầu với anh ta trong một trận, có thể trong thời gian nào đó với về Bắc Cali thôi. Trong cái cuộc viếng thăm tại San Francisco mà dự APEC vừa rồi, ông đại sứ Mỹ tại Việt Nam hiện nay á, ông Napper lại một lần nữa bưng bô bởi đít của chính quyền Việt Cộng bay qua bên này đón điếu ông ra phi trường đón ông chủ tịch Võ Văn Thưởng. Tôi cho rằng đó bị đại sứ mất tư cách và không biết mình là ai nữa. Thì đó là còn còn cái chuyện của cái lỗi lầm chị Kiều Mỹ Duyên. Chị Mỹ Duyên là bà chị dễ thương của Nam, chị thông minh lắm, chị làm báo từ Việt Nam Cộng Hòa, chị làm báo từ phóng viên chiến trường Việt Nam Cộng Hòa, tôi nghĩ tay nghề gì và đàn anh đàn chị của Nam cơ, nhưng mà sao chị có quyết định như vậy, có để do tuổi tác. Thì ngay cả mình thông cảm như vậy để sau này mình cứ già cả lú lẫn đôi khi nói sai Thì biết sai. thật ra là anh Nam và Michael cũng biết là chị Kiều Mỹ Duyên thì năm nay cũng đã hơn 80 rồi. Đúng. Cái chuyện mà chị vẫn còn năng nổ đi làm báo chí, viết bản tin rồi cũng chịu khó đi chỗ này chỗ nọ, cái đó là cái điều rất là quý. Và tình thân giữa Michael với chị Kiều Mỹ Duyên cũng đã hơn 30 năm qua ở miền Nam Cali. Chỉ có là khi mà có những cái sự ngộ nhận như vậy đó thì cũng phải nên có một cái sự đính chính, tại vì có thể chị đứng xa chị không nghe rồi như thế nào, nhưng mà Michael đã có hỏi lại một vài người, và có một người đã lên trên một cái băng tần TV và xác nhận là tức là trong một cái cuộc phỏng vấn mà họ nói chuyện về cái buổi gặp gỡ đó thôi, thì hỏi trong cái phòng họp mà chỉ có mấy người dân cử đó, thì có ai đặt câu hỏi thì cô ta nói bà Michelle Steele nói chuyện, xong rồi ông Triệu Phát nói chuyện, xong rồi ông Lou Correa nói chuyện, xong rồi cô Janet Nguyễn nói chuyện, và Michael Võ là người duy nhất đặt câu hỏi. Thì mấy người kia mới hỏi Michael Võ đặt cái gì, câu hỏi gì, thì cô nói Michael Võ nói bây giờ làm sao sửa tên biển Nam Trung Hoa thành biển Nam để tránh cái sự hung hãn của Trung Cộng đến với các quốc gia ở vùng Đông Nam Á Châu. Và cô cũng trả lời và cũng đúng y như cái ý mà cô vừa trình bày với anh. Thì thưa với anh là trong cái việc làm thì Michael thiết nghĩ là đây cũng là một cái chuyện mà cộng đồng người Việt Nam và tất cả các nước ở vùng Đông Nam Á Châu cũng nên có một cái sự vận động. Tại vì cái tên South China Sea nó có nhiều cái ngộ nhận, tức là cái biển Nam Trung Quốc thì nó cứ nói là đây biển Nam Trung Quốc, thì tất cả những cái gì trong cái biển Nam Trung Quốc là của tôi hết. Thì Michael đưa cái vấn đề này ra là tại vì cũng có một vài độc giả, thính giả gửi lên các trang mạng thì nói không lẽ anh Michael nói vậy, thành ra bây giờ nói Vịnh Thái Lan là của nước Thái Lan hay là nói là Ấn Độ Dương là của nước Ấn Độ sao? Thì thật sự ra tên gọi là một phần, nhưng mà những Vịnh Thái Lan, nước Thái Lan đâu có bill, đâu có cất căn cứ quân sự rồi vẽ đường lưỡi bò để chiếm những cái hòn đảo chung quanh đó đâu. Trong khi đó Trung Quốc thì qua cái thái độ hung hãn này, không những xâm lược những cái quần đảo của Việt Nam, của Philippines, của Malaysia, mà bây giờ còn cất căn cứ quân sự, rồi những cái tàu thương thuyền và những cái tàu của đệ thất hạm đội tuần dương ở trên đường biển cả, ở trên đường biển quốc tế, thì lại bị có thái độ gây hấn. Và điều đó cũng tất cả các giới chức của ở Mỹ ai cũng đã biết và cảm nhận được điều đó, thưa anh. Thì cái chuyện đó sẽ chúng ta sẽ tiếp tục nói chuyện tiếp. Có một câu mà Nam muốn hỏi Michael Võ đó, thì cái cương lĩnh chúng ta biết rằng sẽ có đề tài chính ngày hôm nay vẫn chưa tới, đề tài phụ vẫn còn xem lắm. Câu đề tài chính đó là
hiện nay các nhiều doanh nhân, nhiều nhân vật nổi tiếng trong lòng Việt Nam, nhưng mà ta mặt mũi của lòng Việt Nam ra tranh cử giám sát của gạch Orange County, thì cái vấn đề tên tuổi thì 9-10 ngang nhau. Và tại sao người dân sẽ bỏ phiếu, chọn người bỏ phiếu là chọn cái chương trình hành động và cái tư cách của ứng cử viên đó. Nếu có chương trình hành động tốt mà tư cách mà trong quá khứ đến giờ này là tồi, đã ăn hối lộ, là không thương yêu cộng đồng Việt Nam, hay xa cách cái công việc mà phục vụ cộng đồng người Việt, thì bà con cũng không 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 tin. Do vậy nó còn nhiều thứ nó quyết định cái cuộc đua ai thắng ai bại, bởi vì nó còn, tại vì Danh Nguyễn đâu có nhỏ, Trần Lê Văn đâu có nhỏ, Dạ vâng. em không nhỏ, bà Kim Đi Hồ không nhỏ, Dương Đại Hải không nhỏ, và nhiều anh em khác không nhỏ, thì chọn ai, cái lý do nào chọn, thì cái lá phiếu đi dùng hai cách. Thứ nhất là tên tuổi nó lớn hơn. Thứ hai, chương trình hành động của nhân vật làm nó phù hợp với cái nhu cầu người Việt. Ví dụ đang ngứa lỗ tai mà gãi vai thua rồi, thì cái thời điểm này cái chương trình hành động cái vụ người Việt là cái gì, người ta lắng nghe cái ứng cử viên ấy, và lắng nghe về cái chương trình hành động để có thể quyết định là chúng ta sẽ bầu cho ai, bầu cho ai, vân vân. Thì câu hỏi anh hỏi đó là câu hỏi chính mà chúng ta sẽ đề cập cuối cùng trong chương trình hôm nay. Trước khi vào câu hỏi chính đó, thì có câu hỏi khác nữa. Và trong thời gian vừa qua, anh đã có nhận được cái thư thông báo của Michael Bỏ, có thỉnh quyền thư kêu gọi thành lập lực lượng đặc nhiệm chống cướp, thì cái lời kêu gọi này như thế nào, Michael Bỏ? Dạ cảm ơn anh. Thì thật ra cộng đồng người Việt ở quận Cam và hầu hết ngay cả chính cư dân ở quận Cam trong thời gian qua ai cũng có một cái khắc khoải và một cái nỗi lo là về những cái vấn đề cướp cạn, cái chuyện mà băng đảng đột nhập vào nhà cửa cư dân trong những tháng trước thì đến một cái tiệm vàng ở Phước Lộc Thọ đập và ăn cướp vàng giữa ban ngày. Và ngoài ra thì những cái chuyện mà chúng ta thấy xảy ra hàng ngày như là ở trên Lốt là đi vào những cái shopping center xông vào một lần 20-30 tên cướp cạn rồi giật đồ bỏ chạy, và chuyện đó cũng đã xảy ra tại South Coast Plaza, đã đem đến cái sự bất ổn cho người dân ở quận Cam. Và gần đây nhất là cái chuyện đột nhập nhà một ông cụ 87 tuổi, trói ông cụ và tra của, và ông cụ đã chết trong cái chuyện hành hung đó, thưa anh, ở thành phố Garden Grove. Thì người dân ở quận Cam đang cảm nhận cái sự bất ổn, và cái lá thỉnh nguyện thư của Michael là muốn yêu cầu giám sát viên của quận Cam, yêu cầu cảnh sát ở quận Cam và yêu cầu biện lý cuộc phải có một cái hành động cụ thể và một cái chiến dịch rõ ràng. Và đặc biệt nhất là phải thành lập một cái lực lượng đặc nhiệm để có thể chống cướp. Vì cái lực lượng đặc nhiệm này không phải chỉ lo cho một thành phố mà thôi, nó lo luôn cả sự an ninh của quận hạt. Và nó có một cái trách nhiệm là nó multi jurisdiction. Nó có thể đi từ vùng này qua vùng vùng khác, từ thành phố này qua thành phố khác mà không cần phải xin phép ai hết, để có thể truy lùng tận gốc những cái băng đảng tội phạm đó để đem lại cái sự ổn định cho người dân. Thì thưa với anh là trong 10 ngày trước Michael đã gửi ra 60.000 cái text message cho cử tri của quận Cam trong địa hạt 1, để rồi mọi người cùng nêu lên, cùng có một cái sự suy nghĩ và cùng có một cái tiếng nói để rồi chúng ta yêu cầu những nhà lãnh đạo ở quận Cam phải có một cái trách nhiệm và một cái hành động rõ ràng đem lại cái đời sống ổn định cho cư dân. Thì thưa với anh là trong cái khoảng thời gian qua thì qua những cái trang mạng xã hội và những cái cơ quan mà Michael biết đã gửi đến những cái thỉnh nguyện thư này thì hầu hết ai cũng đã nhận và ai cũng đã lên tiếng ủng hộ, và họ hiểu rằng đây là cái chuyện mà một người dân cử, một người có trách nhiệm lãnh đạo cần phải làm
chúng ta phải có cái sự yên tâm, về đến nhà phải có sự yên tâm, cái nơi làm ăn phải có một cái sự ổn định, một cái sự bảo vệ rõ ràng. Và ngày hôm nay cái sự yên tâm, cái sự ổn định, cái sự bảo vệ đó không còn nữa. Thành ra cái lá thư lên tiếng thỉnh nguyện thư này, Michael đem lại những cái suy nghĩ, những cái ưu tư của mình, và đang vận động để cư dân của quận Cam đứng lên nói rằng chúng tôi cần những nhà lãnh đạo phải có tiếng nói rõ ràng hơn, thưa Rất là dễ xem. Anh đang anh. đọc ra Dạ, đó, anh đang thích lắm. thì thưa với anh là nếu quý vị đang theo dõi thì quý vị có thể vào trong cái trang web là ủng hộ võ.com, ủng hộ võ.com, thì quý vị vào trong cái trang web đó thì quý vị cũng có thể thấy được cái nguyện tình nguyện thư và cùng với nhau ký tên. Và nếu mà quý vị muốn vào thẳng trong cái trang web thỉnh nguyện thư này thì quý vị có thể vào cái danh từ tiếng Mỹ họ gọi là OC Stop the Mob, OC Stop the Mob. Thì có lẽ là sau cái chương trình anh Nam và Michael nói chuyện thì Michael sẽ post cái website và cùng với cái thỉnh nguyện thư đó lên để cho khán thính giả đang có sự quan tâm, nhất là cư dân ở quận Cam, thì hiểu rằng những cái chuyện mình cần phải làm để bảo vệ cái sự an ninh cho quận hạt. Và chuyện này thì anh Nam cũng biết là không phải chỉ riêng cho quận Cam không, mà chúng ta thấy từ đầu năm đến giờ ở San Francisco đã có hơn 18.000 vụ đập bể kính để xe để lấy đồ. Và chuyện đó cũng xảy ra ở San Jose, chuyện đó cũng đã xảy ra rất là nhiều nơi ở trên Los. Thì chúng ta cần phải có những cái biện pháp và những cái hành động cụ thể hơn. Thì đó là những cái chuyện mà Michael rất là ưu tư và mong chuyển đạt được những cái sự suy nghĩ đó để được cái sự ủng hộ của tất cả quý cư dân, và cùng với nhau chúng ta đem lại cái sự an ninh cho đời sống, thưa anh. Ừ. Trong khi em nói anh vô vào website ủng hộ võ.com này, ủng hộ tài Dạ. chánh Michael Võ Dạ, gọi Joy kêu gọi Michael tương Võ. tự, nếu các người joymichaelvõ.com hoặc là ủng hộ võ, nếu mà đúng, mình đánh tiếng Việt cho nó vẻ dễ, anh. Ủng hộ và võ.com. Dạ. Yeah. đó trong đó đặc biệt anh Nam thích cái phần là gì biết Dạ. không? À, trong đặc biệt Nam thích cái phần nếu đắc cử thì tôi sẽ làm gì, tại Dạ vì thưa như vậy anh. là không phải không phải treo đầu heo bắt thịt chó. Cái con người nó có cái credit trước sau như một. Dạ. Cái khi người cái điều đặc biệt nước Mỹ ấy, là cái tín dụng, cái credit. Mình đi về cái nhà đôi khi mua cái nhà 2 triệu đi, mình đóng 20% xuống là 40 ngàn đúng không, 44 ngàn, còn 1,6 triệu mình đi Dạ. vay. Mà cái nhà băng nó cho vay không, nó dựa nhiều thứ, dựa income, dựa vào history của credit. Dù mình có giàu chăng nữa, mình cái lương mình có cao chăng nữa, nhưng mà cái credit mình không đủ á, nó không có đủ độ tín nhiệm của nó. Vì cái nhà mình phải trả trong 30 năm. Dạ. Trong 30 năm mình có thể dịch dọc, mình có thể bankruptcy, mình có thể là foreclose đủ thứ thì sao. Do vậy nó coi cái vấn đề tín nhiệm của mình, độ tín nhiệm tài chính rất là cao, mà nó dựa rất là lâu dài. Thì tôi nghĩ em đang có cái độ tín nhiệm đó, tất nhiên là nói là làm, và cái phục vụ cộng đồng, là quyền lợi cộng đồng là một ưu tiên của mình. Anh Nam cảm ơn em có ý thức ra tranh cử, bởi những người như vậy cộng đồng cũng rất là cần. Thì bây giờ em nói thử, nếu đắc cử với tư cách là giám sát viên quận hạt Orange County, em đã, sẽ làm gì? Trong cái website đề dài lắm, em sẽ Dạ tóm vâng. lại những đoạn chính thôi. Dạ. Thưa anh, dĩ nhiên là cái vấn đề ưu tư và những cái vấn đề mà suy nghĩ mình cần phải làm, đối với em thì trong đó có 8 cái tiêu đề chính mà mình cần, cá nhân Michael Võ sẽ làm, là tăng cường cái sự an ninh cho quận hạt bằng cách là có những cái ngân sách đầy đủ cho sở cảnh sát và sở cứu hỏa. Đời sống của cư dân phải yên ổn, ổn định thì chúng ta mới
mới an cư lạc nghiệp được thưa anh. Và thứ nhì nữa là cắt giảm những cái chi phí, những cái lãng phí mà những cái chi tiêu không cần thiết, và quan trọng nữa là chống cái vấn đề tăng thuế của quận Cam. Thì thưa với anh, đây là một cái ý mà Michael muốn chia sẻ. Kể từ tháng 4 năm 2022, tức là mình nói chuyện hơn một năm trước, thì bất cứ một căn nhà nào ở quận LA nếu mà bán giá trên 5 triệu đô la thì ngoài cái chuyện đóng thuế này kia kia nọ, thuế capital gain thì hầu như anh Nam mà mọi người cũng biết rồi. Nếu mà mình mua 1 triệu mà mình bán 4 triệu thì mình đóng tiền lời trên thuế má về capital gain, của là thuế của liên bang và tiểu bang thôi. Nhưng mà riêng ở quận LA đó thì nó có thêm một cái tax nữa, nó gọi là transitional tax, nó giống y như là sales tax. Thì Michael xin nêu cái ý này lên, anh Nam sẽ rất là ngạc nhiên. Tức là ví dụ như căn nhà của người này họ bán 5 triệu đô la, thì ngoài cái chuyện họ cuối năm họ khai thuế, họ đóng cho liên bang và tiểu bang, thì quận LA nói rằng ok, vì anh bán căn nhà này trên trên anh bán căn nhà này trên giá trên 5 triệu, thành ra anh phải trả 4 triệu 4% sales tax cho quận LA mà thôi. Điều đó có nghĩa là người này sẽ tốn thêm 200.000 đô la để trả thuế cho quận. Và nếu cái căn nhà này mà trị giá hơn 10 triệu đô la đó anh, thì cái tiền sales tax sẽ là 5.5%. Và đặc biệt nhất, mà đây là một cái nghịch lý, là nếu người này mua căn nhà này và bán lỗ đi chăng nữa vẫn phải đóng tiền thuế sales tax. Đây là cái chuyện mà hầu như mọi người nghe nói ai cũng tưởng là cái chuyện hoang đường, nhưng mà quận LA đã làm cái chuyện đó rồi. Thì thưa với anh, đối với Michael, một người mà có khả năng tài chính, một người mà có một cái cơ hội tạo dựng được một cái sản nghiệp lớn, có một cơ hội tạo được mua được một căn nhà 5 triệu đô la, 10 triệu đô la, những người đó phải thật sự là những người thành công, những người có một cái đóng góp tích cực, có một cái tài rất là giỏi cho xã hội. Và mình phải khuyến khích những người đó làm sao đầu tư vào trong quận hạt để đem lại lợi tức, đem lại job cho cư dân của quận. Chứ bây giờ tự nhiên quận LA tăng thuế những người nhà đó thì bây giờ họ bỏ đi hết. Thì cái vấn đề Michael xin thưa đơn giản là có nhiều người nghe cái ý tưởng này nó ồ, nhà tôi làm sao mà tới 4, 5 triệu đô la, làm sao nhà tôi làm sao tới giá 10 triệu đô la. Nhưng mà cái ý tưởng là mình phải chống đối những chuyện này để rồi cái số tiền thuế không thâu được lớn thì họ có quyền thâu được những cái chuyện nhỏ hơn. Thì thưa với anh Nam, cái vấn đề chống cái vấn đề thâu thuế cũng là một trong cái vấn đề mà Michael cũng rất là ưu tư, và chống không có sự tăng thuế. Đặc biệt nữa là làm sao có những cái kế hoạch cụ thể mời gọi những cái đại công ty thành lập cơ sở ở quận Cam, làm sao chúng ta có được những cái công việc mà có đồng lương cao để đời sống của cư dân được đầy đủ hơn. Thì thật ra với một cái cương vị là một người giám sát viên thì cái chương trình của quận Cam có thể nêu lên những cái chương trình cụ thể. Ví dụ như bây giờ chúng tôi có thể đưa ra một cái mục tiêu nói rằng chúng tôi muốn quận Cam trở thành một cái trung tâm biotech trên toàn thế giới, thì những nhà biotech khi mà muốn mở trụ sở ở quận Cam họ nói như vậy thành quận sẽ cho cái gì cho chúng tôi? Chúng tôi có thể cho anh đầu tư đất, mua những mảnh đất của quận và với điều kiện mà anh sẽ tạo dựng bao nhiêu cơ sở và bao nhiêu việc làm, và anh sẽ đặt trụ sở ở quận Cam là bao nhiêu năm, thì có thể chúng tôi sẽ bán cho anh những cái lô đất đó chỉ có một đô la thôi. Nhưng mà cái ý tưởng đó thưa anh Nam, nếu mà chúng ta không có ra ý tưởng đó và được cái sự ủng hộ của các đồng viện trong quận Cam, thì làm sao những nhà đầu tư hay là những công ty biotech, thì anh được biết, anh thấy là những nhà biotech như vậy đó mà họ vào đến, họ mướn những chuyên gia, họ mướn những kỹ sư, họ mướn những người mà scientist về làm, thì ai cũng lãnh lương 200-300 ngàn một năm hết. Thì điều đó có nghĩa là mình đem lại cái sự sinh hoạt trụ phú và mình đem lại những cái đồng lương rất là cao cho quận hạt. Và một trong những cái vấn đề mà Michael lúc nào cũng ưu tư là làm sao chúng ta có thể đầu tư cho thế hệ tương lai, đầu tư vào cho các cháu high school và college để các cháu có một cái sự hướng nghiệp rõ ràng. Và đối với Michael đó, thì khi mà làm
là phải có hành động rõ ràng, chứ không phải nói à tôi sẽ giúp cho các cháu high school hay là college. Trong thời gian Michael làm trong thành phố Fan Valley thì cái chương trình hướng nghiệp họ gọi là shadow, tức là đi với bóng và hình. Michael tạo ra những chương trình cho các cháu đi theo quan sát những cái nhà chuyên gia, ví dụ như một cháu lớn lên bố mẹ nó ồ ba muốn con học ra làm bác sĩ, ba muốn con học ra làm nha sĩ, thì đối với cháu à nghe ba mẹ học thì muốn học là học, nhưng mà chưa chắc là các cháu đã thích. Thì cái ý tưởng của Michael đó là làm sao cho các cháu, nếu mà các cháu thật sự muốn làm một người nha sĩ, cho các cháu vào một văn phòng nha sĩ, đứng nhìn cái người nha sĩ đó làm việc một ngày 8 tiếng, cái sự khổ cực, cái sự khéo léo, cái sự khó khăn ra làm như thế nào, thì các cháu nó sẽ có một cái ý tưởng, và cái ý tưởng đó sẽ đem các cháu vào một cái chương trình hướng nghiệp rõ ràng hơn. Thì thưa với anh là khi mà Michael có dịp chia sẻ với các cháu, các thế hệ tương lai, cái ý tưởng này mấy cháu rất là mừng. Tại vì anh Nam biết là nhiều cháu đang học high school lớp 11, 12, nhiều cháu đang học college, mới vào trong college, thì mình gặp mấy cháu mình nói ô cháu thích học ngành gì, cháu muốn ra nghề gì, đứa nào cũng lắc đầu nó con không biết học cái gì hết, muốn học thì cứ học thôi. Nhưng mà ví dụ như bây giờ một cháu nói lớn lên nó à con muốn học là làm y tá, Michael có thể gửi một cháu đó đến một cái nhà thương đi xem một người y tá làm cái gì một ngày 8 tiếng, để các cháu đó có một cái khái niệm, một cái hình dung rõ ràng để biết rằng đây là cái công việc họ làm. Hay là ví dụ như cháu lớn lên cháu nói tôi muốn trở thành một nhà luật sư, không biết ông luật sư ông làm gì làm sao mình học được. Thì bây giờ mình gửi các cháu đó, cái chương trình hướng nghiệp này là gửi các cháu vào văn phòng của một người luật sư, có thể các cháu chỉ đứng sau lưng ông luật sư thôi, coi ông luật sư tiếp khách làm sao, coi ông luật sư trả lời phone làm sao, coi ông luật sư làm cái gì trong một ngày của ông. Thì thưa anh, đó là những cái chương trình cụ thể để mình xây dựng cho thế hệ tương lai, giúp cho các cháu khi mà ra đời làm được cái công việc các cháu thích. Thì khi mà các cháu lớn lên mà phát triển được đúng tài năng của mình thì anh thấy chuyện gì? Xã hội rất là hòa bình, đời sống của mọi người cũng đều thong thả, thưa anh. Em làm chương trình hay quá. Hôm nay trời giờ cử tri vừa tín nhiệm tôi bảo em ngồi đây 8 năm nữa thì mệt mệt chạy đâu được Dạ, hết. thật ra thì đối với em qua những cái chuyện mình đã làm, những cái thành quả Michael đã đạt được ở thành phố Fan Valley, hầu như những cái chuyện làm mình làm với cái cả tâm huyết, thì khi mà Michael làm như vậy đó và có dịp thưa chuyện với anh, với quý khán thính giả và nhất là các cử tri có dịp gặp gỡ, thì hầu như ai cũng thấy rằng à tại sao những cái chuyện này anh nói ra đó nghe rất là đúng, rất là thích, mà tại sao không có ai đã dám làm? Thì thưa với anh là đối với Michael thì chuyện đó không phải là mình dám làm mà mình đã làm rồi. Chỉ có một cái là Michael làm trong cái vai trò hạn hẹp của thành phố Fountain Valley thì chỉ có những người dân ở Fountain Valley biết mà thôi. Chứ cư dân của những thành phố khác không biết. Thì ngoài ra Michael cũng xin chia sẻ với anh là trong năm 2021, trong lúc đó với tư cách là quyền thị trưởng, và trong một cái buổi lễ họ gọi là concert in the park, tức là buổi ca nhạc ngoài trời, dưới một cái cử tọa khoảng 5.000 cư dân của Fountain Valley, thì Michael đã tuyên bố làm Fountain Valley trở thành City of Kindness, tức là thành phố của sự tử tế. Và ngày hôm nay hầu như bất cứ cư dân nào ở Fountain Valley đều biết là Fountain Valley là City of Kindness. Thì Michael xin triển khai cái ý tưởng đó để thưa với anh Nam và tất cả quý khán thính giả. City of Kindness thì trong đó nó có bốn cái yêu cầu. Thứ nhất là do kindness, tức là mình làm điều tử tế. Thứ nhì là teach kindness, dạy dỗ điều tử tế. Và thứ ba là spread kindness, truyền tải cái sự tử tế. Và thứ tư là recognize kindness, tức là cảm nhận và công nhận và vinh danh cái sự tử tế đó. Thì ngày hôm nay hầu như là trong mỗi lần có họp của hội đồng thành phố thì anh Nam và quý khán thính giả sẽ thấy có những người dân được bạn đồng nghiệp của họ, những người
chưa bao giờ biết đến họ, tuyên dương vì cái hành động tử tế của họ đến với một cá nhân khác, một cái cơ sở khác. Những người cảnh sát, những người nhân viên trong thành phố thỉnh thoảng được dân chúng tuyên dương vì cái sự tử tế của họ. Và Michael sẽ có một cái ý tưởng là làm sao với cái chức vụ giám sát viên, nếu được cái sự tin yêu và tín nhiệm của cử tri, thì sẽ đem cái ý tưởng sẽ làm cho Orange County trở thành the county of kindness. Làm sao chúng ta do kindness, teach kindness, spread kindness và recognize kindness, làm điều tử tế, dạy dỗ điều tử tế, hướng dẫn điều tử tế và vinh danh những cái sự tử tế đó, thưa anh. Rồi mình còn cái trong những cái điều, những chương trình mà hành động, nếu bắt cử còn một vài chương trình nữa, em có thể nói Dạ, thêm những cảm chương ơn trình anh. khác không? Thưa anh thì dĩ nhiên là cái vấn đề homeless cũng là một cái vấn đề hầu như ai cũng suy nghĩ đến nhiều. Thì trong năm 2021 và năm 2012, thì lúc đó Michael vẫn còn trong hội đồng thành phố Fountain Valley, thì đã phối hợp cùng với các thành phố bạn là Garden Grove và Westminster xây cất một cái trung tâm cho những người homeless. Và đặc biệt nhất là nếu quý vị ở quận Cam đến Fountain Valley thì hầu như ai cũng nói ủa sao thành phố Fountain Valley ít người homeless so với những thành phố lân cận. Thì Michael cũng xin thưa với anh Nam và chia sẻ với quý khán giả một trong những cái đặc điểm và những cái ưu điểm mà thành phố Fountain Valley đã giải quyết được một phần lớn về cái nạn homeless, là chúng tôi đã làm việc chung với một cái cơ sở từ thiện, một cái non-profit group. Thì thật ra cái chính bản thân của cái người homeless, họ không có tội và họ cũng không có được, cảnh sát cũng không có được quyền bắt bớ họ. Ở Mỹ, cái người không có nhà là không có tội. Không phải là vì họ không có nhà mà họ có tội mà họ bị bắt bớ. Thành ra họ vẫn có những cái quyền công dân của họ. Tuy nhiên những người đó có thể đang cần sự giúp đỡ, thì thay vì mình cứ kêu cảnh sát tới đuổi họ đi đầu này thì họ chạy qua đầu khác, đuổi họ đi chợ này thì họ chạy qua chợ kia, thì ở Fan Valley đã ra một cái chương trình làm việc chung với những cái cơ sở từ thiện, là thay vì đến xua đuổi hay là đẩy họ đi chỗ khác, hay là thậm chí anh Nam thấy có nhiều thành phố thuê chiếc xe bus lùa họ lên trên đó xong đem qua thành phố khác bỏ bên đó thì mấy thành phố khác bắt đầu chửi nhau, tại vì anh không giải quyết của anh mà anh tống mấy cái người đó vào thành phố của tôi. Thì ở Fountain Valley là các cơ quan từ thiện đó, thì thay vì họ đến họ xua đuổi đó, thì họ đến họ làm bạn với những người đó. Ví dụ như là ngày hôm nay trời nóng, họ đến họ gặp hi Ted, why you are here? Thì cái ông homeless ông nói I have nothing nowhere to go. Thì lúc đó cái mấy anh trong cái hội từ thiện nói I have some water, you need some water, thì bắt đầu cho mấy ông cái mấy chai nước. Rồi xong bữa sau đi ngang qua, I have some sandwich in the car, you need some sandwich, cho mấy ông mấy cái bánh sandwich. Bữa sau trời bắt đầu mưa, đi ra cho ông cái áo mưa. Thì sau một thời gian đó thì những người trong cái cơ quan từ thiện đó anh trở thành những người bạn của những người homeless, và cuối cùng đó thì những người homeless đó họ mới bắt đầu cởi mở và họ tâm sự. Thì Michael cũng xin thưa với anh là có những người họ tâm sự rất là đơn giản, họ nói gia đình tôi đó ở bên Texas mà bây giờ tôi chỉ mong ước là được cái vé xe bus từ ở quận Cam về bên Texas, là tôi về bên nhà đó thôi, nhưng mà giờ tôi không có tiền, tôi không có phương tiện gì hết, mà tôi về tôi không 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 thể nào về được hết. Thì lúc đó cái người nhân viên của cái non-profit đó sẽ liên lạc với sở cảnh sát, và sở cảnh sát sẽ liên lạc với gia đình của người đó, hỏi ông Thét này ông muốn về nhà mấy anh có nhận không. Thì lúc đó gia đình nó tôi kiếm ảnh mấy tháng nay mà không biết ông đi đâu, không biết ông ở đâu hết, thành ra không giúp ông được. Thì rốt cuộc thành phố rất là đơn giản anh, bỏ tiền ra chỉ có 200 đô thôi, mua một cái vé xe bus cho ông đồ ăn đồ uống để cho ông đi một cái xe bus 2 ngày 2 đêm từ thành phố Fountain Valley về đến Texas.
Thì đó là những Ừ. cái cách mình giải quyết cái chuyện homeless, tức là không phải chỉ bắt bớ người ta mà phải lên những cái chương trình cụ thể. Thì đó là những cái chuyện mà thành phố Fountain Valley đã làm, và đó là lý do tại sao thành phố Fountain Valley cái vấn nạn homeless rất là ít so với những thành phố khác, thưa anh. Cái vấn nạn đó được đặt đúng mặt và phải cho đúng thuốc chữa đúng bệnh thì cái nó không thể là cái bệnh lớn của xã hội. Cho nhiều lúc chúng ta cho vấn đề là to tát thì ta to tát nhìn vấn đề ra thông cảm được hiện lý do nguyên nhân chính thì có 200 bạc thôi, bạn mới rồi ăn dọc đường đi, nước uống dọc đường đi thì 2 ngày người ta có thể trở về địa phương người ta rất thoải mái và không là cái nặng nề của mình. Thì tôi nghĩ đó là cái gì phương pháp hay. Còn gì nữa không Michael vợ? Dạ cảm ơn anh. Và dĩ nhiên là những cái vấn đề về low income housing, tức là những nhà cửa cho những người có thu nhập thấp, và những cái vấn đề quan trọng nữa là vấn đề giúp đỡ các cựu chiến binh Hoa Kỳ. Thì nói đến vấn đề nhà cửa thu nhập thấp thì anh biết là trong tháng vừa rồi ở quận Cam đã có một cái ngày, có một tuần lễ phát đơn cho những người có xin được để làm đơn xếp hàng xin những cái voucher cho những người có thu nhập thấp để xin được housing. Thì thật sự ra ngày hôm nay những người sẽ trong số 50.000 người làm đơn để xin housing thì họ chỉ có 12.000 chỗ mà thôi. Và những người nào được xổ số trúng của 12.000 chỗ đó thì thưa với anh Nam và quý khán thính giả, thật ra nói đến đây thì mình cũng rất là buồn, là những người đó sẽ phải đợi ít nhất là 10 năm cho tới 12 năm sau mới có chỗ. Tại vì cái lượng nhà để low income housing không đủ. Cho dù là ngày hôm nay họ mới xổ số, nhưng mà xổ số để được xếp hàng. Và đến ngày hôm nay thì cái số low income housing, những cái voucher chỉ được đang giải quyết cho đến năm 2012. Có nghĩa là những người này phải đợi thêm 10 năm nữa thì mới tới phiên mình là có được gọi hay không. Thì những cái ý tưởng mà xây dựng những cái trung tâm lớn, những cái vấn đề để giúp cho những người low income housing. Michael rất là hiểu những người đến đây lâu năm. Michael có một cô bạn quen trong gia đình. Cô đến đây từ năm 75 anh. Sau khi làm ở Mỹ gần 50 năm thì bây giờ retire. Thì tháng trước Michael gặp hỏi, chị Hà, chị ở Mỹ 50 năm làm lương bao nhiêu năm, bây giờ về hưu chắc tiền nhiều lắm. Cô nói trời ơi, chị làm ở Mỹ 50 năm, bây giờ chị về hưu lương được có 1.300 tháng à, mà mấy người không làm gì hết á thì được trợ cấp cũng đến 1.200 rồi, chị 1.300 sao chị đủ sống. Thì mai cô mới thắc mắc nó, ủa chị làm Mỹ gần 40 50 năm mà sao lương bây giờ về hưu được có 1.300 1.400 là sao chị? Thì chị mới nói trời ơi, lúc mà mới qua Mỹ đó, anh Nam, năm 1975 mới qua Mỹ làm lương có 2 đồng 30 xu một tháng thôi, rồi sau đó mới lên từ từ, thì bây giờ so với cái tiền đóng góp thì họ chi ra là tính ra là bây giờ chỉ được 1.300 một tháng. Dĩ nhiên là có những người lương cao kỹ sư rồi này kia thì nhiều hơn, nhưng mà đối với chị, từ một cái người đi làm một cái job nhỏ nhất trong liên tục mấy chục năm qua thì đến ngày hôm nay sau 40 mấy năm làm việc ở Mỹ thì lãnh lương về hưu chỉ có 1.000 mấy, mà nếu mà người đó mà đi thuê nhà ở quận Cam thì có thể là 500 600 700, thì như vậy em thấy cái đời sống của họ không có đủ đâu vào đâu hết. Thì những cái chương trình low income housing thật sự ra rất là cần, và nhất là cộng đồng người Việt Nam sau bao nhiêu năm nay ở đây thì cái số lượng người lớn tuổi càng ngày càng nhiều. Nếu mà mình có được những cái chương trình low income housing và chị Hà đó chỉ thay vì trả 600 700 một tháng để thuê một cái phòng thì bây giờ chỉ nhận được một cái low income housing và chỉ trả 250 cho tới 300 thì anh thấy đời sống của cổ sẽ thay đổi liền. Thì đó là những cái vấn đề mà nó nằm trong một cái ý tưởng, và Michael nghĩ rằng mình sẽ làm được, mình sẽ làm có những cái kế hoạch cụ thể để giúp cho cộng đồng được, thưa anh. Thì cái lo đến những cái vấn đề đó thì nó cũng là một cái vấn đề vạn năng, nhưng mà nếu mình không có gây một cái hạt giống, mình không một cái ý tưởng, mình không có một cái sự vận động đối với đồng viện thì làm sao những cái chương trình đó có thể
thích ứng được hay là có thể thành lập được, thì để lo cho đời sống của người dân được ổn định, lo cho những người lớn tuổi, những người già, các cụ cao niên, cho những người đang có thu nhập thấp được vấn đề housing, lo cho vấn đề các cựu chiến binh, lo cho các thế hệ tương lai, cho con cháu mình có được những cái chương trình hướng nghiệp rõ ràng, và lo cho cái sự an ninh cho cộng đồng, là những cái chương trình và những cái đề án mà Michael đã viết xuống và có một cái lời hứa qua cái những cái tâm huyết mà đã đăng lên trên mạng, đã đăng lên cái trang web và đã riêng gửi cho anh Nam, để rồi anh em mình có một cái sự đồng cảm và anh hiểu cái hoài bão và cái tâm huyết của Michael để anh lên tiếng nói và ủng hộ cho Michael Võ, thưa anh. Cảm ơn em. Rồi còn mình còn anh thấy chương trình mà hành động của em á, nếu được đắc cử em sẽ làm nhiều chuyện lắm. Nãy giờ có một số chuyện rất thú vị. Tuy anh nghĩ rằng chỉ làm được bao nhiêu chuyện đó thì đã làm thì một giám sát viên xuất sắc rồi. Nhưng mà em dường như chưa hết, em còn có tham vọng nữa, muốn làm nhiều chuyện nữa. Vậy chuyện gì vậy? Cảm ơn anh. Thì thật ra nếu mà chúng ta không có, Michael đang có những cái suy nghĩ. Chuyện đầu tiên là nếu được cái sự thương yêu ủng hộ và những cái tiêu đề hành động của mình mà được cái sự ủng hộ của cử tri và mình đắc cử Anh đi đâu, anh Nam thì không đồng ý câu này của em. Sau khi nghe em nói nãy giờ anh Nam nên sửa câu đó này. Nếu được thương yêu đồng ý của quý vị, có khi nào mình nói coi. Nếu quý vị thương yêu quý vị thì bầu cho Michael Võ. Bầu chính quý vị bầu cho cô Võ thì bầu Võ phục vụ chương trình này để phục vụ quý vị. Là mình được thương yêu chính mình đâu phải thương yêu Michael Võ. cảm ơn anh. Bọn mình lịch sự nói vậy thôi, Em lịch Michael không sự dám nói nói vậy chuyện thôi, đó. lịch sự nói vậy thôi, nhưng mà tôi là nhà báo, bạn Thật chắc là ra nhà đó báo thì nào. cái ý của anh rất là hay, tức là qua những cái chương trình mà Michael vừa nêu lên thì đây là những cái chuyện cụ thể mình sẽ làm được, và cái sự cụ thể đó nó đóng góp thực sự vào cái đời sống của người dân ở quận Cam. À, Và nếu quý vị thương yêu quý vị và nếu quý vị thương yêu tương lai của gia đình quý vị, của bạn bè quý vị, của đồng hương quý vị, của người còn khốn khó trong cộng đồng quý vị, thì cái người mà quý vị sẽ bầu là Michael Võ. Và Michael Võ là người được quý vị giao nhiệm vụ. Tôi sẽ giữ cái video này trở lại và tôi sẽ đòi nợ Michael Võ. Nếu quý vị thấy Michael Võ không trả nợ, hứa mà không làm, gọi tôi chắc Michael Võ. Dạ cảm ơn. Cảm ơn anh. Thật ra thì trong những cái vấn đề tâm huyết thì Michael biết là cũng đã lấy thời giờ của anh rất là nhiều. Tuy nhiên cũng xin được chia sẻ với anh, tại vì thật sự ra mình nói nhưng mà mình cũng phải có một cái sự chứng minh, và chứng minh là những cái gì mình đã làm. Ví dụ như ngày hôm nay quý vị ở quận Cam lái xe đi đến thành phố Phan Rang Valley, ở trên đường Brookhurst, vừa qua khỏi Tower, thì có tự nhiên ngay giữa parking lot hồi xưa giờ mấy chục năm nay trống, tự nhiên bây giờ cái đang có một cái building nó cất lên, thì cái building nó cất lên như vậy đó có được 5 cái business vào. Hay là quý vị đi ở trên đường Bushra gần đường Warner thì ngay cái khu đó hồi xưa giờ cái building đó là nó có building những cái business chung quanh, nhưng mà tự nhiên bây giờ nó mọc lên một cái building giữa trong cái parking lot, và như vậy nó đem được đến 5-7 cái business mới. Hay là quý vị đi trên đường Magnolia mà vừa qua khỏi gần tới đường Tower thì thấy có một cái building đang cất giữa trong một cái parking lot như vậy. Thì lý do đó là tại sao trong 50 năm qua, 60 năm qua thành phố, những cái parking lot đó nó trống, không không ai bỏ tiền ra cất building, mà trong thời gian gần đây, tức là Michael chỉ nói là trong vòng 1-2 năm gần đây thì những cái building nó lại cất lên, và mỗi một cái building đó cất lên như vậy thì đem đến 5-10 cái business mới cho thành phố. Thì anh Nam thấy là Michael vừa nêu lên ví dụ thì mình thấy sơ sơ là có 20 cái business đến thành phố rồi. Thì lý do đó là trong những thời gian mà Michael làm trong thành phố Phan Valley thì mình nghe rất là nhiều
chủ nhân các cơ sở thương mại, nhiều nhiều người chủ phố, chủ building đến complain đó. Tại sao tôi có một cái business đang trống mà người ta đến xin giấy phép thì nhân viên thành phố nói là không đủ parking lot, hay là cái cơ sở này không được làm, cơ sở nọ không được làm. Thì lúc đó Michael mới kêu nhân viên của thành phố lên hỏi lý do tại sao người ta đến xin giấy phép mở nhà hàng mấy anh không cho. Thì họ mới nói ồ, tại vì ở thành phố Fan Valley đó anh, là cứ 1.000 square feet thì họ đòi 12 cái parking lot. Thì bây giờ cái chỗ này đó, nó chỉ cái shopping center này nó chỉ có bao nhiêu cái chỗ business đó thôi, mà bây giờ cái parking lot đủ rồi, bây giờ người ta xin vô thì không cho là đúng rồi. Thì Michael mới nói ồ, anh có qua mấy thành phố bên cạnh không, anh có qua bên Westminster, anh có qua bên Irvine, hay là anh có vào trong trong Costa Mesa để anh xem thử là tại sao cũng cùng một cái building như vậy mà người ta cho nhiều cái nhà hàng vào, nhiều cơ sở thương mại vào. Thì lúc đó nhân viên thành phố họ mới lên cái kế hoạch để họ nghiên cứu. Thì khi họ lên cái kế hoạch để họ nghiên cứu đó, thì họ thấy là Westminster, Costa Mesa, Irvine, Huntington Beach, mỗi 1.000 square feet họ chỉ đòi có 9 cái parking lot thôi. Fan Valley đòi đến 12 cái. Thành ra business nào xin vô cũng bị đuổi hết. Thì thưa với anh là sau khi mà mình nhận được những cái tin đó, thì mình mới nói ồ, tại sao mấy anh không chịu đổi? Thì mấy người nhân viên trong thành phố họ nói hồi xưa giờ không có ai kêu chúng tôi đổi hết. Thì lúc đó Michael nói à, như vậy anh làm ơn cho lên agenda để cho tất cả các đồng viên của chúng tôi debate, có người sẽ chống, có người sẽ thuận, và cuối cùng xem thử rằng cái chuyện thay đổi này có đúng hay không. Thì thưa với anh, sau khi mà đưa lên đồng viện debate thì thành phố đã đổi, đã bầu 5-0, tức là cho phép cũng cùng một cái building đó cho thêm nhiều cơ sở thương mại hơn. Thì sau khi mà Michael đổi cái luật đó năm 2020, thì bắt đầu đến năm 2021 là cũng bị complain tiếp. Thì có nhiều nhà hàng nói, ủa anh đổi luật rồi mà sao, tại sao nhà hàng tôi đến xin cũng không cho. Thì Michael mới bắt đầu hỏi tiếp, ủa tại sao mình đã đổi cái parking lot xuống rồi mà những business đến vẫn bị từ chối. Thì họ nói ồ, tại vì khi mà chúng tôi đi tìm hiểu đó thì mấy anh giảm từ 12 cái parking lot xuống còn cái 9 cái thì vừa đủ rồi. Thì lúc đó Michael là một người có một cái business mind, thì Michael mới suy nghĩ như vậy. Và Michael cũng xin thưa với anh Nam và quý khán thính giả, thì mình cũng sẽ đồng cảm nghiệm. Một cái nhà hàng, cái thời gian mà nó đông khách nhất là từ 5 giờ chiều cho tới 10 giờ khuya. Và khi mà họ trong một cái shopping center đó, thì nó có văn phòng luật sư, văn phòng bác sĩ, văn phòng bảo hiểm, tiệm làm, tiệm nail, tiệm uống tóc, và những cái rất là nhiều văn phòng đó anh Nam. Là sau 5 giờ họ đóng cửa hết rồi. Sau 5 giờ họ đóng cửa hết, thì bây giờ nếu mà họ làm study, nếu mà họ study là 5 giờ mà những văn phòng đó vẫn còn mở cửa thì không đủ. Nhưng mà nhà hàng sau 5 giờ họ mới cần parking lot. Thì với cái ý tưởng đó, Michael đã bắt họ study lại cái parking lot. Và bây giờ là mình làm parking study lúc mà nhà hàng đông khách nhất là lúc 7 giờ chiều. Thì như vậy nó vô tình, nó cái đòi hỏi nó không có nhiều như lúc trước nữa. Thành ra những cái ý tưởng đó đã giúp cho thành phố mời gọi và chiêu dụ được thêm rất là nhiều parking lot, rất là nhiều cơ sở thương mại. Và vì lý do đó thành ra anh thấy rằng có những cái parking, có những cái building, những cái parking lot hồi xưa trống bây giờ mọc ra những cái building. Thì thưa với anh, phải phải có làm thì mình mới hiểu, phải là một người có một cái đầu óc kinh doanh, một cái đầu óc thương mại thì mình mới nhận ra những cái điều đó. Các đồng viên của Michael là một người bán về software computer, một người là fire department, một người là cô giáo, thì họ cũng có những cái hay của họ. Nhưng mà nếu họ không có những cái ý tưởng về vấn đề business thì họ đã không nêu được, hay là họ không có sự đóng góp thực tế nhiều hơn cho thành phố, thưa anh. Rồi anh đang thu anh đang bị cuốn hút. Ngoài những cái kế hoạch vừa rồi, câu hỏi đặt tiếp là nếu được đắc cử còn chuyện gì nữa Michael Bỏ sẽ là. À, thưa với anh thì thật sự ra
Michael đến đây là một người tị nạn, gia đình đã vượt biên cũng đã mất mát rất là nhiều, thì lúc nào mình cũng có một cái hoài bão là lo cho cộng đồng người Việt Nam ở đây, nhưng mà lúc nào cũng có một cái hoài bão là có một cái sự thay đổi rõ ràng ở Việt Nam để đời sống của người Việt Nam, người dân trong nước Việt Nam có một cái sự cởi mở và được sống trong cái cảnh tự do, dân chủ và nhân quyền. Thì cái đó là cái ý tưởng mà lúc nào trong bao nhiêu năm qua và bao nhiêu cái cơ hội mà Michael làm việc cũng đã đều lên cái tiếng nói, và lúc nào cũng có một cái hoài bão là mình có thể không phải chỉ đóng góp cho cộng đồng của mình ở đây, ở địa phương, mà có một cái tiếng nói cụ thể và rõ ràng hơn để đóng góp cho cái sự vấn đề dân chủ nhân quyền ở Việt Nam, thưa anh. Và có lẽ câu trả lời đó tạm kết thúc chương trình hôm nay, phải không? Dạ vâng, cảm ơn anh. Bởi vì anh không trình bày thêm có lẽ quá dài về những chương trình dự định sẽ làm, và tôi tin là một người có đầy năng lượng và đầy sáng kiến như vậy, tôi đề nghị quý vị cho thử mấy câu báo cơ hội đi, cho anh thử một cơ hội một nhiệm kỳ, mà nếu anh chứng minh được từng có sự đóng góp cho cộng đồng lớn thì ta lại không tiếc cho thêm một vài nhiệm kỳ nữa, giống như ở tại Pháp Viện Pháp Lý, phải không? Tới 3 nhiệm kỳ, còn nếu không có thì chúng ta một sau một nhiệm kỳ chúng ta phê trước anh bầu người khác. Thì tôi nghĩ rằng nếu là tôi là quý vị thì chúng ta không tiếc cho ông đa phiếu bầu dông người có nhiều sáng kiến và có nhiều kế hoạch và vô tấm lòng phục vụ cộng đồng. Chúng ta nhìn lại đi, có bao nhiêu người làm quan chức của chính phủ hiện nay mà có cái tha thiết dấn thân phục vụ cho đồng bào như vậy, lên rồi bắt đầu chạy áp phe, chạy đủ thứ trò, rồi là chạy thứ áp phe ở đây, chạy thứ áp phe ở Việt Nam, đủ thứ trò, và có làm được công việc gì đâu. Cho nên cái việc mà chọn lựa những người có tài năng, có đức độ và có sự dấn thân bộ cho cộng đồng rất là cần thiết hiện nay. Có câu ngày xưa bà nói, con lợn có béo thì cái lòng mới ngon. Con lợn có béo là gì? Là biểu tượng bên ngoài, là biểu tượng qua quá khứ, qua kinh nghiệm, qua thời gian, qua hoạt động. Thì cái lý lịch, cái thành tích mà nó càng quá khứ đó, nó chứng minh được là nếu được đắc cử trong tương lai họ sẽ làm tốt như vậy. Thì tôi thấy trong trường hợp Michael Võ, tôi không quen quay một cổ võ trước đây lắm, có nghe nói nhưng không quen, đều có nghe, tôi không bị bias, nhưng mà tôi nhận thấy rằng vài buổi nói chuyện với Michael Võ đó, thì đây đó là một bạn trẻ ngồi chuyện cùng quê miền Trung của tôi, thì anh là cái người mà phải nói là có nhiều tâm huyết cho cộng đồng. Thì tôi tin rằng nếu quý vị nên tận dụng cái thời gian còn sức trẻ, còn tâm huyết, còn nhiệt huyết, còn minh bẩn, thì tận dụng tối đa để có lợi cho cộng đồng chúng ta nhiều hơn. Thì xin cảm ơn quý vị và chúc mai còn bỏ thành công em nhé. Dạ vâng, cảm ơn anh Nam đã bỏ thời giờ với Michael Võ, và cảm ơn tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình với chúng tôi ngày hôm Chào mọi người nay. thăm. Quý vị có thể vào trong cái trang web là ủnghovõ.com, ủnghovõ.com để tìm hiểu thêm về những cái chương trình và những cái chương trình hành động của Michael, và mong quý vị cử tri ở quận Cam, Địa Hạt 1, hay là quý vị có người nhà, người thân ở quận Cam trong Địa Hạt 1, xin nhớ nhắc là ủng hộ Michael Võ vào chức vụ giám sát viên Địa Hạt 1 vào tháng 3 năm 2024. Cảm ơn anh Nam. Cảm ơn mấy cô vợ. Hẹn gặp lại lần tới.